Lan Vy xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay Lan Vy lái xe ra ngoài, trong lòng rất muốn quay phim, bởi vì mấy ngày nay Lan Vy bận công việc gia đình nên không có đi quay được, nhưng mà Lan Vy rất là nhớ đến quý vị và các bạn. Nên hôm nay Lan Vy đi mà chỉ đi có một mình thôi. Trong cái lúc quay phim có những cái điều mà thiếu sót thì xin quý vị và các bạn hãy thông cảm nha, bởi vì Lan Vy cũng cố gắng rất là nhiều trong khả năng của mình. Bây giờ xin mời các bạn hãy cùng với Lan Vy ra ngoài xem coi mình thấy cảnh nào thì mình quay cảnh đó nha các bạn. Ngày anh ra đi, anh quyết không mang theo hành lý. Ngày anh về thì cũng vậy thôi, cũng không mang theo gì hết. đi tà lõn thôi. Ok. Dạ. Cái đó là về ấy vui vậy thôi chứ không có gì hết đó con. Dạ. Thành ra là ok. Anh đang làm gì vậy? Hả? Đang lấy cái khăn ra để mà lau chùi cái ghế xe. Vậy hả? Bạn á. Chiếc xe nó lún con, chiếc xe Lexus, xe hơi đó, nó lún xong rồi giúp nó quay chiếc xe lên trên cái dốc một cái là xong, đã xít. Lexus đi nữa, con ủi từ bên này thẳng lên, ủi hết thẳng lên, Lexus, thẳng hết lên, đừng có chắn, đừng có mai, thẳng hết luôn. Ở chính giữa là chiếc là keo á, cái loại mày kêu là Super Ho á, là dựng đứng lên trước lên là đã xít, đó gọi là Lexus, đó là chuẩn bị đi về đó. Chuẩn bị đi về đó. Bích Liên Khe chuẩn bị 12 người trang điểm cho 4 cô với lại đậu lên đường. Đó. Bao nhiêu giá cả nhẹ nhàng trả. Cắt tại chỗ luôn. Đậu cũng phải tự bảo vệ coi như là lọc nước đàng hoàng. Mẹ là dòng sông. Ê, xin lỗi không biết ở bên bờ đại dương bên kia cái dòng sông dòng suối gì đó có hết nước chưa? Đậu về liền. Đã về liền, mẹ là dòng sông của mẹ mà. Là vừa làm chứ. Trời ơi. Anh đẩy xe sao? Đâu đẩy sao? Đây anh đẩy lại cho anh dậu. Nè. Lít chiếc xe lên nè. Đó. Hút chiếc xe nữa. Rồi. Ôm chiếc xe này. Miệng là bắt đầu rồi. Đẩy nó. Đi luôn rồi. Em thấy xe không thấy thấy anh đi có bực. Đẩy đi luôn nó có thế nè. Maybe tomorrow? If I come tomorrow? Today is okay. Oh, today you'll be here? Yeah. Oh. The line is not over here, though. Oh, you guys got a line? Don't you volunteer? Good, very good. Yeah. Oh, I didn't know. Yeah, I got a line of Bây giờ á, thì em lấy cái giữ mũ này thì tạm thời cái này á là thì rất là sạch. Nếu mà mình lấy khăn á mà mình tròn hết mình quay qua mình kia á. Hey, so how long are you here? Nhiều khi á nó không có sạch. How long is she here for? What time are you gonna leave? Huh? What time are you gonna leave here? I don't know when I done I leave. You don't know what time? Yeah. I'll come back in maybe an hour. I got to go somewhere and come back. I'll come back, okay? Yeah. Okay. If you come back, I take care of you. Okay, thank you. I need it bad. Okay. Hey, I'll see you guys later, OG. Bye. I'll see you later. Okay. I got to take care of something. I'll be back. Okay. Mm-hmm. Dạ. Rồi, cái tóc của chị nếu mà đàn em đâu có chảy đâu, đâu có lượng đâu. Dạ. Đi chảy tóc là có bốn cái tóc em mình để. Dạ. Mất cái lượt hả? Mất cái lượt, đâu có tiền để. Ừ.
cái lượt bự cái lượt đó. Dạ. Em giờ em có cái lượt cắt tóc để em em có đi vô đây đó. Thì em để mấy cây lượt theo cho chị. Dạ. Em gặp chị em cho chị ha. Được, không sao đâu chị. Không. Ở đây thì lạnh lắm. Em hớt khô em vẫn hớt hớt đẹp. Đúng rồi, hớt tóc khô. Dạ, hớt tóc khô vẫn hớt đẹp. Dạ. Không cần xịt nước. Chứ em sợ lạnh mà chị. Mà sao chị ở sạch sẽ quá ha. Đầu cổ của chị sạch quá. Rồi rồi chị đi đâu tắm vậy? Em đi hôi theo, em muốn hôi theo đi vô tắm gì như gì này. Vậy hả? Ừ. Tóc của chị sạch quá à. Dạ. Dạ. Rồi tóc 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 mình tốt tốt nha. Nhìn thấy chị thấy thương á. Cái gì vậy anh Đậu? Sao mà đi tắm kìa. Chị tên Việt, chị tên gì ha? Trinh Trinh chị. Chị Trinh. Trinh Trinh. Trinh Trinh hả? Trinh á. Dạ. T-R-I-N. Dạ. Dạ. Chứ nhiều khi em thấy mấy anh chị sống ở ngoài này vậy chứ. Lạnh lắm rồi. Lạnh vậy hả? Lạnh lắm hả? Lạnh lắm. Nó làm cái tim mình yếu. Vậy hả chị? Ừ, lạnh quá đó. Dạ. YouTube mới lấy tiền quảng cáo trả tiền lại em xong rồi cái nhưng mà em kiếm ít chuyện tiền thôi nhưng mà em không có đủ tiền không có đủ đâu, không có đủ em móc tiền túi nhưng mà điều làm nó vui chị ơi vui thích chị cắt tóc rồi nè vui chất lượng luôn chất lượng biết em làm đủ hết mà hồi đó em làm ở em làm salon lâu rồi em làm nghề lâu rồi anh chị học thấy chị học chị hiểu không lúc đó à lúc đó thì mới học không hiểu sau tới sau lui viết nó quen á thi lần à thi lần đậu à cái người thi nhất đó thì không đậu cái người thi thực hành sau đó chị thi mấy lần ờ thi nó vừa tại mặt sau nó thi có thi mà không biết cả ờ cắt tóc nhà người quen thôi biết cắt tóc thôi chứ chị không có thi hả không nhận ra sao tại mình mới xích vô cái nghề đó tiên lần đảo à đổ nhiều chị nhớ rồi à hồi đó em đóng tiền khoảng 4.000 là 1.600 giờ luôn á. Đúng rồi, 1.600 giờ. Dạ. Em biết ta hớt tóc ở Việt Nam rồi. Ừ, thì cũng đỡ. Cho nên nó qua đây á em thấy nó dễ lắm. Em đi vô ở trong trường á. Dạ.
em hất tóc lấy tiền mà. Đúng rồi. Lấy rẻ hơn ngoài. Xong rồi ở trong đó lấy tiền rồi em được tiền tiếp ở trong trường hợp nữa. Bây giờ cái mùa Covid này đâu có em làm đâu có đủ đâu chị. Dạ nhưng mà hôm trước thì em cũng có để dành chút đỉnh đó rồi lấy ra xài thôi. Rồi xong rồi thấy mấy người đang rảnh mà, rồi thấy mấy người không lấy mà cứ sống khổ nó tội quá. Rồi đi làm cho mình vui vậy thôi chị ơi. Làm gì cho mình vui vậy đó. Chị không còn thân nhân hả? Dạ, anh em của em cũng lớn rồi. Vậy hả? Có gia đình riêng. Ờ. Mà em thì đã có nhóm cũ rồi. Dạ. Ở thương vệ cũ là ở yên rồi. Dạ. Em đi sâu lâu rồi. Dạ. Mà hồi đó chị có chồng con gì không? Có nhà là bữa nay muốn năm nay. Vậy hả? Rồi ông bồ chị giờ sao rồi, chị có còn chị biết ổng ở đâu không? Biết chứ. Vậy hả? Vậy mà em không qua lại nữa không? Ồ. Tại vì muốn chở người ta đi, muốn chở người đồng bạn khác đi chơi em muốn thích. Vậy hả? Tuy là nó nói là bạn thôi nhưng mà em muốn thích. Ồ. Tại mình có bạn gái mình không có nên làm gì. Đúng rồi. Mình phải từ chối đâu. Ồ. Rồi từ từ nó cũng không có gọi hỏi mình nữa, biết không? Dạ. Mà em thấy cái bộ nó nói cái gì lắm, chắc chắn là nó cho người ta qua nhà hoài. Dạ. Cho qua nhà mà anh thích như thế rồi. Dạ. Thôi kệ, hỏi người có số chị ơi. Mình à, bây giờ á mình còn may mắn, mình sống mình không có bệnh hoạn. Thì á mình ngày nào mình vui ngày đó đi chị ơi. Đúng rồi. Phải không? Đúng rồi. Chứ nói thiệt chứ có cũng có nhiều người họ giàu có nhưng mà trong nhiều khi người ta cũng khổ sở lắm. Dạ. Chứ không phải là người ta giàu có mà người ta lại yên ha. Dạ. Có nhiều người ta cũng khổ sở sở lắm. Dạ. Nên thôi kệ, mặc dù là mình không nhà không cửa nhưng mà mình tìm cái niềm vui khác. Dạ. Rồi từ từ rồi mình sống tốt thì em nghĩ trời cũng thương. Dạ. Thương cho mình là mình có sức khỏe. Đúng rồi. Để mình sống ở bên ngoài. Dạ. Chị thấy không, bây giờ cái bệnh á, nhà giàu á, mà bây giờ người ta còn bó tay với cái bệnh này. Thấy không? Đó, bây giờ đó mình có sức khỏe là quý nhất rồi. Cái bệnh này nó duy ẩn á. Dạ. Nó duy ẩn á, kỳ lắm. Dạ. Người ta ho á. Dạ. Người ta ho. Ho là ho sập luôn á. Dạ. Là mấy người nó bị á. Dạ. Bị nhiều hơn là mình. Bởi vì mình làm cái công chuyện nó khác. Thì mình cứ xài đi quý nhất. Rồi qua cái lắm. Dạ, nhưng mà không có ăn uống ở trong tiệm chị ơi. Bây giờ ăn ở nhà rồi xong rồi bịt miệng luôn, rồi chừng nào về luôn. Trời ơi, đi vô chỗ đánh bài cũng phải bịt miệng. Vậy hả? Đi vô chỗ đánh bài không phải bịt miệng nữa. Trời ơi, chị ơi, cầm bài á, phải bịt miệng. Chị biết đánh bài không? Vậy hả? Mẹ em không có gì. Vậy hả? À. Mẹ em muốn lên miếng lớn. Trời ơi, quýnh lớn hả? Em đặt lớn, nếu không có tiền em đặt lớn. Vậy hả? Em sạch luôn. Ồ. Nếu em đi đây, em kiếm tiền mẹ. Dạ. Mẹ em có gì, em có gì nữa. Cái tóc chị còn đẹp lắm nè. Dạ. Hớt xong lên là nhìn thấy cái layer đẹp lắm. Rửa lại nha. Ai giờ một trời. Được được bao nhiêu ký rồi? Trời ơi, anh Đậu anh tặng cho miếng kiến ha. Xong rồi á thêm cây lược nữa đâu chị trái thử. Anh Đậu ơi. Đó. Lấy anh Đậu hết tóc. Anh Đậu. Chị biết anh nhiêu à? Dạ. Trẻ. Ê, để nhạc nghe vô. Đây. Bây giờ để chị ấy yên ha. Ừ. Cái đây cái tóc của chị okay. Đã hớt xong rồi. Ở phía sau nhìn thấy đẹp quá.
mấy con vịt nó được chưa? Em người điếc mà cặp anh chứ là vịt cao nhỏng. Ủa? Vàng mấy? Vàng 18 không? Dạ. Vàng 21 rồi. Tóc hết xong rồi, gọn ghẻ đẹp cho chị ăn Tết. Rồi. Ừ, tóc đẹp quá. Đỏ hơn. Còn cái cây của chị nó giống lên hơn rồi. Hơi yếu giống em. Như là bữa nay á, chị gặp lại em hôm trước chị thấy cắt á, bữa nay á, chị gặp lại em á, thấy em á, giống như là đẹp trai hơn, đẹp trai nè, hút hồn trời ơi, má ơi, nghe em nói chuyện á, giống như em thông minh hơn cái bữa đó nữa, giống chết chị mẹ. Thì trời. Ủa, cái câu lần trước kia là câu sao em muốn bính rồi luôn, hay là em trải nghiệm em không. Đi ra ngoài xong rồi em học hỏi nhiều thứ rồi em lại đâu có giờ này có yêu đời đó vậy. Vậy hả? Có tình yêu mới mà. Có bạn gái không? Dạ không. Không có. Có bạn trai thôi à? Có trai. Ông già nãy mới mất xong á. Trời ơi. Rồi đó, từng ta đám cưới mà hai người. Trời ơi. Anh đậu mà, xuống hồn. Chị lấy cái bao này chị quấn cho em á. Là mỗi người chị quấn cái mới. Để không có bị di trùng hay này nọ rồi đó. Dạ. Chị làm vậy chứ không phải là khi dễ mà lấy con rác đâu quấn em nha. Đúng rồi. Này kỹ lưỡng cho mọi người hết. À, trời ơi. Trời này cạo luôn nó đi chứ. Nữa vậy không nữa anh vậy không? Anh ăn bụi tôm kìa. Anh hết tóc không? Không, tóc có đâu hết. Răng không có, tóc cũng có luôn rồi xong. Mày mua đây luôn vậy đó. Trời ơi lì. Lì. Bữa nay em muốn hết. Giống như chị giống ờ. Dạ. Bữa đó chị hết vô ngoài nè. Bữa đó chị hết kilo. Kiến rồi. Mới đi chơi. Mai ngày mai với vợ nó phải khác. Chắc khác hả? Để vợ cắn giống nhau. Phải chơi nhau. Không chơi vậy chắc không được. À, chắc không luôn. Chắc ở chơi thì hết không? Không. Thấy cái chọn ở đây không? Hay chọn ở đây nha. Dạ, phía đó đó. Ok. Dạ, dạ rồi. Chừa cái đuôi lại cho em phải không? Dạ, đúng rồi. Cái đuôi đó là được cái gì đó. Let me see if this camera. Oh, you got this dog. Yeah. Hey, you want a burrito? Là thấu là em bắt đền không? Em cưới vợ không được là kiếm gì kiếm chị? Kiếm chị hả? Bắt đền không? Đúng rồi. Cưới vợ không được rồi. Kiếm chị bắt đền. Đúng vậy. Trời ơi. Chuyện chơi mà. Trời ơi. Khuôn mặt của em hả? Nói thiệt chứ cậu chọc bây giờ cũng nhắm mắt cũng dễ kiếm nữa. Hú hồn. Rồi, bắt đầu hết nha. Dạ, bình tĩnh nha, đừng nóng nha, bình tĩnh nha. Trời ơi. Bình tĩnh đúng rồi. Quan trọng là đừng có hết cái đuôi rùa này ha. Dạ, đúng rồi, đuôi đó là... cái đuôi rùa này là cũng xong rồi đó ha. Ờ, ai tí, thêm đây chưa thôi. Tụi hôm đó tới nay em ở dưới đó rồi sao? Dạ, cũng bình thường vậy. Dạ, thì mua lắm rồi, thôi, không có đúng rồi. Có suy nghĩ không có... có chứ em đâu nó cái này là tạm thời vậy thôi ha. Dạ đúng rồi. Tương lai em một dài em trẻ mà em giống như em người em nói chuyện rất là thông minh cho nên em bị mất cái nghề nhà cái biết thì của em nên em mới ra đường rõ. Em có cái nhà hàng em có cái nhà hàng đường 13 đó. Tại em bị người ta gạt. Vậy hả? Thôi kệ, bây giờ mình có kinh nghiệm làm lại từ đầu. Thấy em lanh lẹ.
ăn thì ba mẹ thường ăn mà. We had to. Vậy là người nào diễn cách đi đâu có biệt, đâu có gì à? Không có phân biệt, người gì hết á, miễn sao mà ai làm mà. Là sẵn công hai chuyện luôn, giống như người nào mà người ta chưa biết hớt tóc á, ta vô người ta coi để người ta tập hớt luôn, giống vậy đó. Thì chị làm nó vui. Bỏ YouTube không? Chị bỏ YouTube. YouTube thì cũng kiếm tiền rồi vậy? À, chị kiếm tiền thì chị lấy tiền đó đồ nê cho mấy người không lép. Giống như chị gặp thì nhưng mà chưa có kiếm được nhiều tiền em ơi. Chút xíu à. Nhưng mà chị lấy cái tiền đó là đó có chị làm, đâu phải là chị tiền đó chị làm đi là kiểu là nếu mà kiếm tiền thì không đủ sống. Trời này đủ không mẹ được. Không có đủ sống. À. Chị đi hết tóc chứ. Dạ. Yeah. Tháng chị đi hết vậy chứ. Nãy thôi chị có cái mấy? Chị đâu, rảnh giờ nào chị đi vậy đó. Bữa nay thì thấy đó, trời nắng ấm. Không có quyết định giờ vậy đó. Ừ. Thì bữa nay chị thấy trời nắng ấm thì chị mới thôi. Và mình ở nhà thì mình cũng có làm gì thôi, mình đi hết tóc mình giúp ai được giúp. Đúng rồi. Trước chị đâu bị hết pin đúng không? Chưa, chưa đó, giờ chưa bị hết pin. Giờ tương lai là em nghĩ em sẽ làm gì nè? Dạ em sẽ làm giàu, có việc làm. Bây giờ em trở lại nhà hàng hả? Sao sao? Không, em không thích nhà hàng chơi. Em là thợ tiện. Em là thợ tiện. Vậy hả? Em có bằng điện mà. Vậy hả? Dạ. Em có bằng điện với tiện luôn. Vậy hả? Trời ơi, giỏi vậy đó. Nhưng mà tiện em không có thích làm. Vậy hả? Nên em mới học bằng điện là em có bằng luôn. Mà điện tại vì mình mới ra trường nên nó khó kiếm việc làm không? Ừ. Là cái thời buổi này kiếm việc làm khó. Người ta muốn ai ta cũng phải có kinh nghiệm vậy. Nếu muốn người mới ra trường nó không nó trả tiền là mình phải xây mình. Ừ. Lúc này với lại lúc này mình cũng là giờ đồ hàng. Thì nếu mà sửa nhà thì giờ nào ta sửa giờ. Thì lúc nào người ta cũng cần đó. Ừ. Mỗi khó khăn hay không điện lúc nào người ta cũng cần. Ừ. Làm điện cũng cần. Kém vậy thôi. Kém là em chị nghĩ em là em thành công. Tại vì cái gì em trải qua hết rồi. Cái khó khăn ở ngoài trời mà khó khăn nhất á. Mà em đã trải qua nổi là em giỏi rồi. Thôi đẹp trai quá. Dạ đẹp trai không mấy gì xấu. Mày đúng rồi, đúng đúng đẹp trai mấy gì xấu. Trai thì mấy gì. Bữa này già không chứ. Thôi đẹp thôi đẹp. Tại vì em muốn cắt. Không phải là số 8. Số 8 cũng như là số 8. Chị lấy chị kéo chị thêm cho nó. Chút xíu rồi chị cắt chút xíu được rồi. Tại em không muốn ngắn quá. Tại vì lùng rồi có tóc này nó nhìn nó cao chút. Vuốt lên nó cao á, cho nhìn nó cao lên. Để cái tóc vuốt cho nhìn nó cao phải không? Chút xíu nha chị. Em là tóc đinh. Cắt cho đều thôi không? Dạ mà chút xíu thôi. Cạo lại tóc đi, tóc đi. Chết mẹ, nhiều quá. Dạ không sao. Cạo lại tóc. Vui ha. Dạ. Cái này với chừng 3 ngày nó mọc trở ra vậy. Trời tóc này mọc lẹ chị. Nó chiều cao thì không lẹ đâu, nhưng mà tóc thì lẹ lắm. Dạ, anh đậu không ở nhà, đi rồi. Ông đi đâu ta? Khoảng mùa nửa tiếng nó mới về. Ông đi xích giúp xe coi á. Giúp đẩy xe á. À, giúp đẩy xe cho ông Sơn á. Ở đâu nữa, sớm bờ đi dễ hả? Chị tỉa chút xíu nha. Dạ, nhiều quá thì em sẽ... giống như cho nó xù 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 lên á. Dạ, như cá lông xù. Cái
đồ sao? Đó, nó ngay vô buổi lỡ mà làm tổng thống sao? Ồ, đó, tỉa. Trời, ổng đâu có tóc đâu mà dễ á. Sao ổng chỉ có nửa bên không à? Mày. Đồ đẹp trai hơn lúc chưa cắt tóc. Đẹp á. Tóc em đẹp. Với lại cái tóc em dễ quá. Nghe chưa? Đẹp hay chưa? Nghe chưa? Mấy người đẹp nghe chưa? Rồi. Đẹp á. Không, em không nghe nó nói gì tại em qua đó xong. Đây, cái tóc thớt xong rồi, nhìn thấy đẹp trai quá. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Nhưng mà có một cái là đặc biệt có chừa cái đuôi rùa. Oh,
Ủa hai năm mình cạo rồi cho đỡ chán. Oh, I got back too late, huh? Are those battery? Huh? Battery clippers? Yeah. Are you charging? Yeah. Okay. Okay. You want money? You want my pay card? Lấy xe em đi nè. Xe hả? Có không? Xe em ở đâu? Quê à? So where else do you cut hair? Huh? This the only place? You go to another location? Before, but not now. Oh, okay. Yeah. Now COVID, I don't work. Yeah. I just work for volunteer. Okay. Help the people homeless. Oh, that's good. Yeah. What you say, Motico? Homeless? You used to go all over? Just here. Oh, just. I know here. Oh, okay. Yes. That's good. Well, I'm glad I ran into you. I need a haircut bad. I'm just telling the guy at work, getting his number. So how have you been since I last seen you? You tricked me today. I didn't know who you were. I was looking at you like, who is that? Anh em kia bị cảnh đi, anh em kia bị cảnh đi. Oh yeah? Yeah. Yeah, it's been raining. I stayed at home the last couple of days because of the rain. It was cold, so. Yeah, I stayed at home. I had a couple of days off, so. I go back Monday. Yeah, I got the weekend off, it's good. Yeah, I went to this church. They're gonna pay my rent for $900. And then the lady told me that they couldn't do it. So now I gotta go find another place. I'll be salvaged. I don't think they're gonna pay you, though. No, they're paying. Are they paying? Yeah, because I'm on parole. So Salvation Army or Salvation Army or maybe Catholic Charities what is it? Sacred Heart. Yeah, well, they pay all of them or pay like that? Okay. Some of them pay all of them, and some of them pay all of them. Yeah. Okay, then you come over here and then you... Whatever they pay. Good job. Okay, your turn. Okay. Quay lại giờ. Quay lại nha. Dạ. Xong ông này tới. I'm glad I came by today. Man, I needed this bad. What? One? Number one, everything? Oh, one and a half, all the way around. Oh, okay. Uh-huh. Very easy. I go feed, I feed some people over at Roosevelt Park every Friday. It's okay. Okay. I'm gonna go shower, yeah. Okay. Yeah, I gotta go change. It's okay. Thank you. You're welcome. It's all right. I know it's gonna be here everywhere. I'm just glad to get it done. Yeah, I was just talking to a guy this morning. Okay. Yeah. You're welcome. I'm
Ừ. Lớn cái anh này lại thôi, anh không cho, không nói để em về em. So do you live near here? Yeah, I live around here. Oh yeah? Yeah. I just live down the street on the off of the Pisa. Oh, okay. Pisa, by the high school? Mm-hmm. Yeah. So am I looking younger? Older or younger? No? I don't? If I shave a little bit, the gray hair is coming. I need it bad. Can you give me your number so I can have your number? Yeah, that's my phone. Not yours. I need a barber. They closed the shop down where I'm at. Yeah. Over on First and Keys, Ellen. You know it? Yeah. First and Keys. Ellen, Ellen, I don't. Vietnamese shop. Oh, really? Uh-huh. I don't know. Yeah. With you on the corner. Me? Where? On First and Keys. Oh, okay. Story in Monterey. Right on the corner across the street from the gas station. Oh, okay. Yeah. They cut her for you before? Yeah, she's my regular barber. Oh. She charges $12, but they closed it for the COVID. Okay. Yeah. But can you give me your number? Now open again. Huh? Now barber open again. Oh, he's open now? Yeah. Oh. Well, too bad. You saved me $12. Too bad for her today. Oh, it feels good. Well, how you pronounce your name? Hmm? How you pronounce your name? My name? Uh-huh. Lan V. Lan V? Yes. Oh, Lan V. L-A-N. Oh, Lan V. Lan V, yes. Oh, yeah, that's easy. That is gangster stuff. Oh, yeah. I got to watch you, Lan V. Yeah, her husband is right behind you right now. Oh, is he? Yeah. Oh, that feels good. God, it feels good. Huh? What'd she say? No? I shouldn't cut it short? No. I think so. It'll grow back. It'll grow back to the front. And then I work, I have to put my helmet on. Oh, no. That's good. That's good. Yeah. You know, once I brush it, thank you, Lynn Bue. God bless you. You're welcome. Yeah, man. Huh? Yeah. Yeah. No, not anymore. I used to when I was young. Yeah. Yeah. That works. I just use the hair food. It's good. Yeah, đó ai chị? Anh đâu á? Anh quay lại. I better get out of here and go get my rent paid. Hey, you guys. Hey, all right, you guys. Thank you, MB. God bless you. Okay. Yes. Bye-bye. Bye-bye. Đi đâu vậy ta? Ai vậy? Cái anh hồi nãy đợi nè. Lên lên cho tiền bán tóc rồi. Đấy, luôn luôn.
anh hết regular khách đi, hết regular khách đi ha. Rồi muốn hết đẹp trai hết đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ê, chị nào? Lát nữa tao đi qua lên trang. Qua lên trang, đi đi. Đi xuống chị Linh đó hả? Biết Linh không? Biết, em coi phim em thấy chị rồi biết. Biết Linh nào không? Linh ở dưới suối phải không? Ở dưới suối mà hai bên Linh đặt. Đúng hả? Linh đắt hay là Linh... Linh đắt hả? Tôi đặt nha. Không, 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 mỏng mà hết không đẹp mà tiêu luôn phải không? Ở trên thì chim chút thôi ha. À, muốn hơi ngắn ngắn. Hơi ngắn hả? Rồi, hơi ngắn là hết. Để ra hết đại. Già là lâu mới chiều em hết đẹp rồi xong rồi giờ già rồi. Đẹp lắm, đẹp xấu gì thì ta đi hết đại. Khó hiểu quá. Người lớn tuổi nó chỉ có hơn. Già mày lắm tẩm mà phải không? Mới kia em hết đẹp. 56 của mày đi đâu? À em hết phần nửa tóc được không? Được. Được. Được ha. Được, được. Cho nó lâu mọc cũng có gì không? Cho lâu mọc hả? Ừ. Tóc dài có chịu lắm. Việt Nam quê ở đâu ha? Ở ngoài Đà Nẵng. Đà Nẵng hả? Hồi đó anh đi 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 vượt biên qua Mỹ mà. Qua đâu? Đi vượt qua Lai mà. Qua Lai hả? Ừ. Ở qua Mỹ là năm 26 tuổi. Ờ, 26 tuổi. 56, anh 26 tuổi. 26 tuổi qua Mỹ ha. Ừ, vậy là 30 năm rồi. 30 năm rồi. Rồi, 30 năm. Là anh ở San Jose luôn hả? Đi qua nhiều cái tiểu bang lắm, tăng tên là cái đấy qua bên Massachusetts. Hả? Qua bên ở Maryland á, thì cũng nhà ấy. Dạ. Ở qua trung tâm tiên tiên, người ta chụp đi á. Anh có vợ con cái gì không hả? Có. Hả? Hai đứa. Hai đứa con hả? Con bên Việt Nam. Vợ con Việt Nam hả? Ba tuần nữa là tháng nữa nè. Dạ. Hai tuần nữa là tái rồi. Dạ. Đi đi rồi, đi 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 rồi. Hồi trước á anh qua đây hồi mới bắt đầu qua anh làm gì? À, lúc mới qua là làm cho ông tiệm mà mới đến cho một cái ở đường số 10 á. Vậy thôi. Chính là số 10 Tân Tân rồi. Cái đó nhà hàng ha. Dạ, cái đó là cái phòng bên kia đồ ra bán đó, người ta phải nhờ. Vậy thôi. Bán đủ thứ đấy. Vậy thôi. Bây giờ sao rồi sao anh nghỉ chỗ đó hả? Ừ. Anh nghỉ cái chỗ đó hả? Làm cái khác hả? Ca nghỉ rồi qua bên mấy cái diện tích. Qua bên mấy cái diện tích làm ra 1 tháng 5 luôn. Vậy hả? Về Việt Nam. Về Việt Nam hồi năm 97. Dạ. Về là 6 tháng luôn mà. Luôn.
kia. Đúng rồi. Đó là nhà luôn. Vậy hả? Anh làm nhà đó luôn hả? Khỏi trả tiền này tiền kia ha. Lạnh quá nè. Từ từ nước quen ha. Lạnh quá lạnh. Ở 18 năm dưới rồi. Ở 18 năm rồi hả? Yeah. Mới tới đây hoài chứ. Vậy hả? Há anh hả? Há anh ở San Jose hả? San Jose là hai gia đình có mấy đứa em mà nó không tiền còn nữa đâu. Vậy hả? Ở bên Tết của anh khác. Rồi em có anh có kêu anh về làm chung hay là? À, anh có làm theo mấy lần nữa rồi, anh có làm chung với anh em rồi. Dạ, đúng rồi, khó ha. Khó. Khó. Bởi vì mỗi người có cái suy nghĩ, mỗi người có cái mình. Mà tự mình làm mà cứ sự thật ra nếu mà người khác giúp cũng khó lắm, phải không anh? Nói người khác giúp khó. Cái này em có chẳng ra mình làm chân mình giúp đỡ. Đúng rồi, mình không thích thì mình đi. Làm cho anh em tiền vứt khó lắm. You're gonna give me a haircut for free? Okay. All right, I'm waiting. How many people more? Just him. After him. Yeah, after. All right, I'm waiting. Anh Việt Nam hả? Dạ, em Việt Nam chị. Yeah. Em tên Khang. Anh Khang. Nice to meet you. Okay, thank you anh. Nice chị tên gì chị? Em tên Lan. Okay, vậy em mới hát bài. À, lần cuối gặp nhau Lan khẽ nói yêu mãi nha anh, Lan yêu anh chân thành. Nếu duyên không thành Điệp ơi Lan cắt tóc cạo đầu đi xăm nè, chứ không có đi tu được. Chị tên Lan phải không? Lan. Coi như cũng may mắn rồi đó. Em mới hát xong bản đó mà. Mình nghe mày hát cũng hay đó. Nghe hả? Rồi. Em thấy cái tóc của anh xong rồi nè. Đẹp trai rồi đó. Trai là tên kêu quá không? Dạ. Tên kêu rồi. Chúc Lan gặp nhiều may mắn nha. Dạ, cảm ơn anh. Anh cũng người Việt hả anh? Dạ. Người Việt lại người Mẹo. Anh tên Sáu hả? Đó, anh phải anh Sáu là, không? Tôi tên Hòa, chứ không phải là Sáu. Hòa hả? À, là Sáu Hòa. Vậy là anh biết anh... Công Lý Chảnh rồi. Ờ, anh biết Công Lý đâu mà phải không? Bà, Công Lý Bạc đâu mà. Vậy là lúc trước anh ở ngay đường Heo Giờ mà phải không? Ờ. Phải không? Cái khu nhà mới mà phải không? Ở khu Heo Giờ đường mà nó có mít á. Ờ, ngay khu nhà mới vậy. Khu, khu, anh biết khu, công anh công lý đâu mà biết ha. Biết công anh công lý thằng nào là không biết. Bữa cái lớp nó thực ra nó tụi nó nhỏ hơn mình nữa. Ủa anh tên Hòa ha. Bữa giờ em cũng gặp anh mấy lần rồi ha. Tao đi bắt lâu ngoài. Ờ, em chuẩn bị đi xuống đó giờ nè, em đang đi bộ xuống dưới đó mà. Mỗi ngày em phải đi vòng vòng mà. Anh đi xe đạp anh không thấy mệt hả anh? Đạp chiếc xe đạp mệt cỡ như anh là mệt. Khỏe hơn, đi bộ mệt lắm ơi. Đi bộ khỏe hơn. Thôi ông nội à, tụi tôi đi bộ, kêu cũng chị cho đó. Em hả, hớt cao luôn nha chị. Cao như lắm rồi mày. Ở bên sai nè. Còn thôi chị cho em chọc đầu luôn cũng được nữa. Chọc ha. Number chọc one luôn rồi. Ừ. Number one luôn. Number one ha là zero. Zero luôn cũng được. Zero luôn. Rồi, em một năm em hớt tóc có một lần à, coi như 6 năm nay là em hả, năm em hớt một lần đó là em hớt sát luôn á. Một năm em hớt tóc có một lần à, 6 tháng hớt một lần. À, anh có lạnh không? Cởi cái áo ra. Không, em không lạnh chị. Lạnh, cởi áo ra đi.
Không sao đâu chị, khỏi chùm luôn. Chị hớt cho em đi, đường nào em cũng đi bộ. Bây giờ một hồi nữa em đi công chuyện luôn rồi. Chùm đi để đi đó lâu đó. Bây giờ em phải bỏ cái áo này lại quăng đại đây nha. Bây giờ đeo vô đâu chị? Rồi. Uổng cái bao chị, cái bao này đang còn nguyên mà chị làm cho không còn nguyên nữa là. Mỗi người đều. Ơi, mày uổng cái bao này lắm chị. Rồi xuống, mỗi người đều cái bao hết trơn á. Không phi mà. Phi vô tép. À cái có người nói sao mà tự nhiên không đem cái đồ tròn tóc hết cho mấy anh mà. Em mới hết tóc rồi chứ. Mà ở nhà dạo này ngủ dậy không có chải đầu gì đó, không có sấy tóc, nói chung là 6 năm nay em không có sấy tóc gì đó. Tắm xong không có hả, bỏ treo xịt mút không cũng sấy luôn nữa. Bây giờ em cũng giống phụ nữ luôn rồi, hết hả, hết sấy tóc luôn rồi. Hết sấy là 6 năm nay em không sấy tóc luôn à. Giờ cạo đầu chọc luôn ha. Rồi để chọc luôn cho em luôn đi. Suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ là em hết tóc mỗi năm em hết có lần mà chị, 6 năm nay mà. 1, 2, 3 rồi cạo chọc luôn cách kiểu anh trai này... cho em xin điếu thuốc hồi nữa được không anh trai? Kiểu này là dễ nhất. Đúng rồi, em ở nhà em hớt vậy không hả chị? Ờ à, cứ ngồi xuống là 1, 2, 3 để xuống kéo rằng 6 năm nay em hớt tóc vậy không à. Anh tên gì vậy? Em tên Khang. Khang hả? Dạ. Nghe nói anh hát hay lắm không? Đâu có đâu, em hát dở lắm, em chỉ đi hò thôi. Cho em xin điếu được rồi anh trai. Thank you anh. Không, em có hụt quẹt rồi. Chị biết sao không chị, hồi nãy em mới hát xong á, Điệp ơi Lan cắt tóc cạo đầu đi xăm chứ không có thể nào đi tu được hết đó. Mà nếu có đi tu á là chỉ có tu chai hay là tu ly thôi à. Vậy hò hát chuyện câu nghe coi thử coi. À, chị thích nghe nhạc nào, pha 10 giờ hay là mưa bong bóng? Đó, chuẩn bị cơn mưa triền miên rồi em phải đi cho kịp chuyến đò này chứ không thôi là trễ chuyến phà này nữa là hết qua phà được luôn á. Rồi có cái nào mà tự anh sáng tác không? Không, em không có chế được, em hát nhạc chế không được. Nhạc chế em khó hát lắm. Dạ bản nào mà anh thích nhất? Em hả, bạn nhạc nào em nghe cũng được hết, đặc biệt là nhạc trữ tình là em nghe lúc nào cũng vậy, nhạc bất hủ là em nghe lúc nào cũng khoái nghe hết á. Trữ tình hả, mưa bong bóng là sao? Mưa bong bóng hả, giống như trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ba. Cái đó hay á. Ba không có vú con ở với chú, chú không có gì, gì không có con, gì cũng là đàn ông như ba với chú thôi à. Chị có thấy mấy người mà người ta chưng ở trong nhà không chị? Giống như không phải BD mà giống như trong á. Trong chứ không phải là cô nữa. Ok. Mà cô á, có người nói cô á thì lại là đàn ông. Mà có người nói trong á thì lại là đàn bà. Chị có thấy mấy cái người mà ngồi giống như mà ngồi trong nhà giống như gì không? Giống như công công rồi, chị có coi phim trong phim Hồng Kông rồi không? Công công. Tàu hả? Công công nữa. Tàu công công hả? À, tàu công công á là dưới vua nhưng mà cầm hết binh đúng không? Là tàu công công là đàn ông 100%, không có thích con gái phụ nữ luôn. Ở trong cung là hàng trăm mỹ nữ thê thiếp, mà công công là không có thích người nào hết á. Công công là 100% là đàn ông giống như tướng vậy á. Đúng không? Công công là 100% là đàn ông giống như tướng vậy á. Dưới vua là tướng, tướng ra chặn thôi chứ vua không có ra chặn. Bởi vậy em mới nói tướng á, công công là tướng chứ không phải là vua. À chưa có tiếng công công mà. Công công đã nói chị biết hả, mấy trăm mà mỹ nữ mà còn không thích nữa mà làm sao mà tiếng được. Công công là đâu có ác đâu, công công là 100% đàn ông mà. Không có BD luôn nữa, 100% là đàn ông giống như hả Sở Lưu Hương vậy á. Dạ hai chị, hai anh. Đúng rồi, không phải thái giám. Công công là tướng, dưới vua là tướng á. Giờ hồi nãy giờ anh nói anh hát cản gì đó, anh hát thử. Bây giờ em hát rồi nhưng mà chị thâu cho em, mỗi ngày em đi đường em hát nhiều lắm. Ok thank you chị, giờ xong rồi ha. Bây giờ em phải đi cho trẻ chuyến cho kịp chuyến phà chứ không thôi hồi nữa trời mưa là em không giao hàng cho kịp đồ cho chỗ recycle nữa. Ok thank you chị. Ok thank you chị Lan. All right, thank you very much. Okay. Have a nice day. Okay. Nice to meet you guys. Bye, anh trai.
Còn cái áo nè. Ờ à, quên nữa chứ. Em đi bộ mỗi ngày vòng vòng đây là em đi chơi thôi. Yeah, bitch. Bye, have a nice day. Bye. Yeah, bitch. Chị quá không? Em đọc cái đồ lít. Xịt khử trùng cho hết. Lúc này cũng gần Tết rồi, Lan Vy đi ra ngoài hớt tóc được cho rất là nhiều anh chị vô gia cư. Lan rất là vui. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và video của Lan Vy sẽ tạm dừng tại đây. Xin mến chúc các bạn được nhiều sức khỏe, bình an. Và hẹn gặp lại các bạn những video sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.